Ngày 16 tháng 6 vừa qua cũng chính là ngày thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam. Đây cũng là năm đầu tiên Việt Nam có ngày này. Việc chính thức cho ra đời ngày thanh toán không dùng tiền mặt được xem là cú hích để hướng đến một xã hội không dùng tiền mặt. Cùng với sự tham gia hưởng ứng của người dân, doanh nghiệp, chính phủ và các bộ ngành cũng đang đẩy mạnh việc xây dựng hoàn thiện các thể chế chính sách cũng như là hành lang pháp lý để tạo điều kiện cho thanh toán không dùng tiền mặt bùng nổ tại Việt Nam. Sau hơn 10 năm hoạt động, ví điện tử Momo đã có mức tăng trưởng ấn tượng và trở thành ví điện tử phổ biến nhất tại Việt Nam. 12 triệu tài khoản khách hàng, hệ sinh thái thanh toán với 10.000 đối tác, 100.000 điểm chấp nhận thanh toán. Đây là kết quả cho những nỗ lực mà đơn vị thực hiện để hướng người tiêu dùng đến phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Tuy nhiên, theo Momo, những con số này vẫn còn quá khiêm tốn so với thị trường gần 100 triệu dân tại Việt Nam. Thì chúng tôi cũng mong muốn trong thời gian tới thì nhà nước có xem những chính sách gọi là hỗ trợ trực tiếp hơn. Ví dụ như là dùng ví điện tử để thanh toán những dịch vụ chính công, thanh toán thuế và giúp cho ví điện tử được giới thiệu trực tiếp đến đông đảo người tiêu dùng. Và chúng tôi mong muốn là trong thời gian tới thì đối với việc chính sách thì các đơn vị quản lý trao đổi trực tiếp hơn với các đơn vị ví điện tử để chính sách đấy nó vừa có tính chất là quản lý nhà nước tốt, thứ hai nó tạo cái động lực cho ví điện tử phát triển. Hiện tại, một trong những hạn chế lớn nhất của phương thức thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam là chưa có chuẩn chung về QR code, gây khó khăn trong việc liên thông thanh toán. Cụ thể, mỗi ngân hàng tổ chức trung gian thanh toán đưa ra một mã QR code nên không có sự liên thông thanh toán. Chẳng hạn, khách hàng đang cài ứng dụng của ngân hàng A sẽ không thanh toán được sản phẩm được cài mã QR code theo tiêu chuẩn của ngân hàng B. Đây cũng là yêu cầu mà chính phủ đặt ra cho ngân hàng nhà nước phải sớm thực hiện. Cho việc ứng dụng các công nghệ mới và mô hình thanh toán mới. Thì tôi có bàn với ngân hàng nhà nước rồi, cái gì mà chưa có hành lang pháp lý cụ thể thì chúng ta có thể là làm thí điểm. Thứ hai nữa là phải chuẩn hóa cái bộ quốc gia QR code. Thì cái này rất nhiều vị nói nhưng mà nghe câu chí ngân hàng nói là cũng đã ban hành rồi. Nhưng mà rà soát ban hành để hoàn thiện cái hệ thống này cho nó chuẩn, đạt quy chuẩn của quốc gia. Tiếp tục xây dựng hạ tầng thanh toán quốc gia, đảm bảo với việc mà xử lý theo cái thời gian thực vận hành 24/7. Sự vận hành luôn luôn đảm bảo thông suốt, an toàn, tuyệt đối. Và mong muốn rằng là chúng ta từ một cái xã hội là sử dụng tiền mặt là tương đối phổ biến sẽ trở thành một cái xã hội không tiền mặt trong một cái tương lai không xa. Tại diễn đàn về không dùng tiền mặt mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã nhấn mạnh xã hội không có tiền mặt nhưng sẽ có nhiều thứ. Thanh toán không tiền mặt phát triển sẽ tạo minh bạch trong hoạt động của người dân, doanh nghiệp, nền kinh tế hướng đến mục tiêu công khai, góp phần chống tham nhũng, kể cả tham nhũng vặt, phòng chống rửa tiền và tội phạm kinh tế. Do đó, thanh toán không dùng tiền mặt trong thời gian tới phải đặt mục tiêu tăng trưởng nhanh để rút ngắn khoảng cách với các nước trong khu vực. Rõ ràng là không thể phủ nhận ưu thế hiện đại của việc thanh toán điện tử và hình thức thanh toán không dùng tiền mặt cũng được khuyến khích không vì nó mang lại lợi ích mà cho người tiêu dùng mà còn là những lợi ích cho chính phủ của các nước nữa. Mọi giao dịch dễ dàng được kiểm soát, giảm tối thiểu các tác nhân khiến cho kinh tế rơi vào lạm phát và góp phần kích thích các hoạt động thương mại, đồng thời thúc đẩy minh bạch công khai phòng chống tham nhũng, rửa tiền, chống tội phạm kinh tế. Thế nhưng lý do người Việt vẫn chuộng dùng tiền mặt vẫn là do thói quen tiêu dùng cộng với việc tiếp cận dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt hiện nay ở các ngân hàng còn khá bất tiện, chủ yếu mới chỉ tập trung ở các đô thị và các thành phố lớn và một số ngân hàng lại chưa kết nối liên thông với nhau nên người tiêu dùng vẫn còn gặp rất nhiều phiền phức.